Ngày 12 tháng 8, Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức buổi họp báo thông tin chống người thi hành công vụ xảy ra tại lô đất TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại buổi họp báo, hàng loạt các nhà báo, phóng viên đưa ra câu hỏi: Công an quận xác định có việc bắt giữ người như thế nào tại lô TH1? Có bao nhiêu người bị bắt giữ trong trường hợp trạng thái như thế nào? Nguyên nhân nào mà dẫn đến việc phải cắt khóa tại cổng số 1? Con gái bà Phương cản trở lực lượng chức năng ra sao? Trả lời các câu hỏi này, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm lý giải. Khi mà cơ quan điều tra mà chúng tôi triển khai lực lượng đến hiện trường ấy, thì đã có cái việc gặp gỡ và yêu cầu phía bên bà Phương yêu cầu mở cổng để cho cơ quan điều tra tiếp nhận giải quyết các thông tin tin báo tố giác tội phạm, nhưng không nhận được hợp tác như đã thông tin trong báo chí. Do vậy thì chúng tôi có cái yêu cầu đòi hỏi của tình hình, cho nên là chúng tôi buộc phải cưỡng chế mở cổng. Thế là thứ nhất. Thứ hai là sau khi mà bắt quả tang 4 người liên quan đến hành vi chống người công vụ thì chúng tôi đã giải cứu được 4 người của phía bên bà Dung như ở trong thông tin. Tiếp tục đặt câu hỏi, các phóng viên đề nghị phía công an quận chứng minh cả 4 cổng và trường Pasca đều bị khóa, thì vị Trung tá Dương Quang Thuận, trưởng công an phường Cổ Nhuế 1 lại cho biết. Khi xuống hiện trường thì cửa 4 của cổng của 4 trường là khóa, và khẳng định các đồng chí là 4 cổng bị khóa, báo cáo các đồng chí để các đồng chí rõ. Cái thứ hai liên quan đến nội dung là có điện cho chị Phương hay không thì tôi xin trả lời đồng chí là báo là khi bị khóa, lực lượng công an phường cùng công an quận có xuống để thông tin trực tiếp cho chị Phương, gọi cho chị Phương thì tôi nghe đồng chí Khánh, phó công an phường, tôi báo cáo là lúc đấy chị đang làm việc ở tòa. Về vấn đề này, phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi là nội dung đồng chí Khánh trao đổi với bà Phương như thế nào. Thế này thì hiện nay thì anh em tôi chỉ nói chung, vì thực tế tôi cũng không là người trực tiếp trao đổi với chị Phương. Cái đồng chí hỏi thế thì tôi chỉ hiện nay là có cái việc đồng chí Khánh, phó công an phường, tôi điện cho đồng mời đồng chí Phương mà. Tiếp tục đặt câu hỏi về việc có bao nhiêu người bị bắt giữ trong trường hợp như thế nào. Tại sao trong thông tin mà công an quận Bắc Từ Liêm gửi đến cơ quan báo chí cho rằng đã phát hiện và giải cứu 4 người, nhưng trong hồ sơ mà phóng viên có được lại thấy hình ảnh của camera thể hiện việc cổng số 3 của trường đang mở, người mà được công an quận giải cứu lại đang đi lại bình thường. Về vấn đề này, vị phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm cho biết sẽ làm việc với bà Phương trong thời gian tới. Tiếp đến, nhiều phóng viên đặt câu hỏi đến nay công an quận xác định có vụ bắt giữ người trái phép hay không? Tại sao đến nay chưa có biện pháp tố tụng? Ông Ngọc cho biết không có chuyện dàn dựng như tố cáo. Kết quả xác minh ban đầu xác định có việc bắt giữ nhóm người tại lô đất TH1. Là hiện nay trong cái tài liệu của cơ quan điều tra thu thập được, thì cái nhóm người bị bắt giữ ở trong đấy đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát ở trong đó, liên quan đến cái việc mà bắt giữ người trái pháp luật, cố gây thương tích, liên quan đến các hành vi khác, thì hiện nay cơ quan điều tra của tôi đang trong quá trình điều tra làm rõ và sẽ có xử lý đối với những cái người liên quan. Kết thúc buổi họp báo, ông Lê Đình Tĩnh, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bắc Từ Liêm khẳng định: tất cả cái nhiệm vụ anh em tôi làm là theo quy định của pháp luật nha, không phải xin ý kiến của ai cả. Đây tôi giám sát theo quy định pháp luật, tôi sao đi làm việc gì đi xin ý kiến của giám đốc công an thành phố.